Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm, đấy chính là chiếc sạc trên ô tô nhãn hiệu Hoco và mã của sản phẩm là Z20A. Điểm đặc biệt ở trên chiếc sạc trên ô tô này đấy là nó hỗ trợ chức năng sạc nhanh Quick Charge 3.0, và một điểm đặc biệt nữa là nó khá là nhỏ gọn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem là cái sạc trên ô tô Hoco này có những gì. Trên tay mình đây là hộp của chiếc sạc trên ô tô hiệu Hoco và mã của nó là Z20A. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ạ, đây là hình của sản phẩm và hình thật của sản phẩm thì nó đúng như này luôn. Và công suất của nó là 18W, nó có sạc một cổng sạc nhanh và một cổng sạc Type-C. Bây giờ mình sẽ mở hộp của cái sản phẩm này ra. Cái này đến từ thương hiệu Hoco, một thương hiệu khá là nổi tiếng với phụ kiện ở Hồng Kông. Nó có cái mã code ở đằng sau, có tem này. Các bạn có thể cài cái tem này thì nó sẽ ra một cái mã để các bạn check trên website xem có đúng là hàng chính hãng hay không. Rồi mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này để xem là trong hộp của nó thì sẽ có những phụ kiện gì. Trong hộp của nó chỉ có duy nhất một cái sạc trên ô tô thôi, không có, ngoài ra không có một phụ kiện gì khác. Ok. Trên tay mình đây là cái sạc trên ô tô hiệu Hoco, nó khá là nhỏ và gọn. Các thông số kỹ thuật thì model của nó là Z20A. Đầu input đầu vào là 12V đến 24V, tức là cái chính là cái tẩu sạc ở trên ô tô đấy ạ. Output đầu ra là Type-C và 5,5V 3A hoặc là 9V 2A, 12V 1,5A. Đấy là đầu ra của chuẩn Type-C. Còn đầu ra của chuẩn USB là nó có hai đầu ra là 3,6 đến 6,5V 2,4A và 9 đến 12V 1,5A. Cái cổng, nếu mà các bạn sử dụng MacBook thì các bạn có thể sử dụng cái cổng Type-C này để sạc cho MacBook của các bạn khá là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ cắm thử ở trên cái ô tô của mình. Đấy, khá là nhỏ gọn, nên là cắm vào thì đây, khá là gọn. Và một điểm rất là hay đó chính là khi mà cắm vào, các bạn sẽ nhìn thấy là khi nó có điện thì nó sẽ đèn ở trên cái sạc ô tô này, tẩu này, nó sẽ có đèn màu xanh và khá là gọn. Đấy, mình sẽ thử trước trên chiếc Samsung Galaxy S8 của mình, nó hỗ trợ sạc nhanh. Đây, các bạn cắm cái dây Type-C vào. Đấy, và cắm vào chiếc Samsung Galaxy S8. Đây, các bạn sẽ có thể thấy được sạc nhanh. Đấy, nó sẽ trên điện thoại nó báo luôn là sạc nhanh, rất là hay ạ. Hầu hết các dòng điện thoại bây giờ đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh Quick Charge 3.0, nên là rất dễ dàng để sạc. Hoặc là cũng có thể, ngoài ra mình có thể sạc thử cho chiếc iPhone của mình. Đây, mình sẽ cắm thử trên chiếc iPhone đang sạc đấy ạ. Khá là tiện vì là theo thông số của nhà sản xuất thì công suất của nó là 18W, nên là sạc cho iPhone cũng tương đối là nhanh. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ, đây nó rất là nhỏ gọn. Khi mà cắm vào tẩu sạc ấy, cắm vào tẩu trên ô tô ấy, thì nó gần hết cái tẩu này luôn, nó xuống gần hết cái tẩu này luôn, rất là gọn, nó không bị lồi lên nhiều giống như là những cái sạc trên ô tô khác. Đây, mình sẽ nhấc thử ra. Đây, rất là nhỏ gọn. Nó có hai cổng, một cổng USB và một cổng Type-C. À,
Ok, để sở hữu được cái sản phẩm sạc trên ô tô hiệu Hoco này thì các bạn có thể truy cập vào website phụkiệnsamsung.com hoặc liên hệ số hotline 01299 959595. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.